Có cái câu hỏi này hay lắm anh chị em và các bạn. Có một bạn hỏi là vậy thì thị trường bất động sản năm 2019 thì sẽ ra sao? Có rất nhiều chuyên gia thì nói rằng là thị trường bất động sản năm 2019, năm 2020 thì sẽ tích cực. Có người thì nói rằng là tiêu cực. Đặc biệt là như chúng tôi thì dự báo rằng 2019 thì thị trường bất động sản sẽ trầm lắng và có khuynh hướng là sẽ các cái giao dịch sẽ chậm lại và thậm chí là mất hẳn những cái giao dịch trên thị trường. Tuy vậy thì đó không chỉ là dự báo thôi anh chị em và các bạn. Và cái để hôm nay chúng ta trả lời với anh chị em và các bạn là nó sẽ ra sao? Thì thưa với anh chị em và các bạn thì hiện tại bất động sản ở trên toàn thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng thì được coi là tài sản. Và bên cạnh đó nữa thì nó cũng được coi là sản phẩm để mua bán, giao dịch. Thì dù trong cái chợ như thế nào, chợ có thể là điều hưu, chợ có thể là sôi động, chợ có thể tăng giá, chợ cũng có thể gọi là giảm giá hoặc là không tăng không giảm, thì luôn luôn sẽ có giao dịch. Thì cái điều chắc chắn rằng là thị trường bất động sản năm 2019 thì chắc chắn là sẽ ở một số phân khúc, ở một số nơi, ở một số khu vực thì nó vẫn sẽ có giao dịch. Cái vấn đề đặt ra là nó sẽ ra sao, nó sẽ như thế nào? Thì theo Hiệp hội Bất động sản thì thị trường sẽ tốt thôi, nguồn cung sẽ ít, nhu cầu sẽ tăng hơn. Nói như vậy thì thực sự là đã là cái người làm trong cái giới mà đánh giá, tức là gọi là vừa cầm còi mà lại vừa đá bóng, tức là vừa đá bóng vừa thổi còi, vừa là người trong giới làm trong cái lĩnh vực đó, gọi là hiệp hội. Thì đương nhiên họ mà đánh giá bảo là thị trường năm nay mà bét tè lè nhè thì có mà hâm. Không có cái lý gì mà người ta đang làm trong nghề mà người ta lại nói xấu cái nghề đó cả. Chẳng có cái anh nào mà gọi là đi bla bla về câu chuyện đó. Nhưng ở cái góc nhìn khác, góc nhìn một cách khách quan, thì chúng ta thấy rằng là cuối năm 2018, đầu 2019 là hiện tại, thời điểm hôm nay là tháng 1 năm 2019, thì không khó để anh chị và các bạn có thể kiểm tra là thị trường bất động sản ở rất nhiều các phân khúc, đặc biệt là những cái phân khúc đã có cái sự tăng nóng trước đó thì đang có dấu hiệu của sự chứng lại. Khi tiếp tục thì nó sẽ chứng lại nữa trong cái năm 2019 này. Vậy thì cái phân khúc kinh doanh sẽ là phân khúc nào? Thì có một số phân khúc kinh doanh vẫn hoạt động rất là tốt. Tôi lấy ví dụ một cái điển hình, đó là VinCity quận 9 chẳng hạn. Lý do tại sao nó vẫn kinh doanh tốt và nó vẫn hoạt động rất là điển hình là bởi vì thế này này. Anh chị phải hiểu là trong cái kinh doanh của thằng Vin á, nó không trực tiếp bán hàng, nó qua các đại lý. Nó có đâu đó khoảng tầm 30 đến 35 đại lý. Và mỗi cái đại lý bán hàng của nó là một công ty bất động sản. Và mỗi công ty bất động sản thì có đâu đó không ít hơn 50 nhân viên môi giới. Nếu như tôi không muốn nói là nhiều hơn, cả hàng trăm nhân viên môi giới, cả là nhân viên chính thức và nhân viên cộng tác. Thì rõ ràng là chúng ta chỉ cần lấy con số 35 đại lý nhân với trung bình là 50 môi giới thôi. Chúng ta sẽ thấy là nó nằm ở đâu đó khoảng tầm là bao nhiêu ạ? Khoảng tầm 2.500 môi giới. 2.500 môi giới mà mỗi người môi giới thì họ sẽ phải có hàng chục hoặc là vài chục cái khách hàng để họ đi trao đổi và chia sẻ về dự án. Thì rõ ràng là chính những người môi giới chính là những người đang tiêu thụ sản phẩm. Chính những người môi giới là những người mà có thể sẽ gọi là đặt cọc mua nhà để hòng là bán lại. Thì rõ ràng những cái phân khúc kiểu như thế nó sẽ vẫn phát triển. Và đặc biệt là những cái doanh nghiệp mà gọi là có sức mạnh về tài chính, có tiềm lực về cái đội ngũ bán hàng kiểu như Vin là những cái doanh nghiệp hàng đầu đất xanh, rồi những doanh nghiệp lớn thì họ vẫn sẽ triển khai các dự án, những cái dự án lớn để họ có thể bán được. Và cái việc mà bán được vào gọi là cho cái những người mà thực sự có những cái nhu cầu và họ sẽ tìm kiếm những cái nhu cầu thực tế trong xã hội để họ vớt hết về cái khu vực của họ, thì đó là cái phân khúc vẫn sẽ diễn ra là khá là tốt. Tuy vậy thì nó sẽ không sôi động và mạnh mẽ giống như năm trước. Phân khúc thứ hai nữa là cái phân khúc mà những người tham gia đầu tư tìm kiếm những cái cơ hội theo kiểu là giá thị trường hiện tại đang là 1 tỷ, nhưng mà miếng đất đó hay là cái căn hộ đó chẳng may có một vấn đề gì đó hoặc là do trục trặc về mặt gọi là áp lực tài chính thì người ta bán rẻ xuống còn 800, thì có rất nhiều những cái nhà đầu tư sẽ tham gia mua và gọi là vẫn kiếm được lợi nhuận ở những cái phân khúc này, tức là mua 800 và bán lại bằng giá thị trường là 1 tỷ. Cái phân khúc thứ ba mà anh chị em và các bạn sẽ thấy rất là rõ nét trong cái năm 2019 đó là cái phân khúc mà do cái việc ngân hàng họ sẽ
giải phóng một cái lượng rất lớn các cái tài sản ngày xưa mà bán về cho VAMC mà bắt từ năm 2013, thì sang năm 2019 thì nó đã trải qua 6 năm và một số cái khoản bất động sản mà chưa giải quyết được từ VAMC sẽ chuyển về ngân hàng. Thì đây là một gọi là cái phân khúc mua bán nợ, gọi là mua bán nợ xấu trước đây thì bán về VAMC, thì đây là cái phân khúc cũng khá là hay. Phân khúc nữa sẽ được thúc đẩy khá là nhiều mà năm 2019 sẽ gọi là sẽ đổ ra thị trường. Đó chính là những cái khu vực gọi là khu vực mà nó gọi là cái gì? Có cái hạ tầng đang hoàn thiện và chuẩn bị hoàn thiện, thì những cái khu vực gọi nó giống nôm na rất là đại loại là những cái khu vực mà nó có cái gọi là thổ địa tốt, có ví dụ như có một cái con đường lớn bắc qua, có những cái cây cầu lớn xây qua, thì cái phân khúc đó nó có chịu một cái tác động, tức là gọi là được hưởng lợi ích nhiều, thì nó sẽ gọi là sôi động hơn so với những chỗ khác. Còn phần đa thì cái mà lâu nay mà nó vẫn bùng phát ầm ầm ở khắp mọi nơi ấy, thì có thể là sẽ bớt hơn một chút, không có bùng phát nhiều như trước đây nữa, và nó sẽ chậm bớt cái đà tăng, dẫn đến câu chuyện là cái nhu cầu mua bán nó sẽ gọi là đình trệ trở lại. Thì những cái lập luận đó thì căn cứ vào cái điều gì? Chúng tôi đã có trao đổi và chia sẻ với anh chị em và các bạn có nhiều cái căn cứ rồi, nhưng trong đó một trong những cái căn cứ đó là cái thông tư 19 của Ngân hàng Nhà nước về cái chuyện quy định các ngân hàng là phải đảm bảo cái tỷ lệ là sử dụng vốn ngắn hạn cho vay dài hạn từ mức 45% về 40%, có hiệu lực từ ngày 1/1/2019. Ngoài ra thì những cái thông tư, những cái văn bản chỉ đạo về cái việc là sang lô, sẽ gọi là sang tên cho những cái dự án mà hiện tại nó đang có cái sự sốt nóng quá mức, ví dụ như là Vân Đồn, Phú Quốc hoặc là Vân Phong hoặc là một số khu vực quá nóng, thì sẽ xem xét cân nhắc có thể sẽ chậm bớt cái đà gọi là làm thủ tục, thì nó sẽ bị ảnh hưởng. Thì đó là những cái thứ chung mà đặc biệt là thị trường bất động sản sẽ bị ảnh hưởng rất là sâu. Điểm thứ ba nữa là tăng trưởng tín dụng của năm 2019, năm 2020 nó sẽ chỉ nằm ở đâu đó khoảng tầm từ 14-15%, sẽ không có câu chuyện tăng trưởng nóng như những năm trước đó, thì nó sẽ kìm bớt cái thị trường bất động sản lại. Thì tất cả những cái theo dõi cộng với chuyện chúng tôi đang theo dõi về cái việc là các ngân hàng đẩy lên cái chuẩn 3/2 và huy động vốn quốc tế bằng việc bán vốn, thì nếu như mà cái việc này hoàn thành tốt đẹp trong năm 2019 thì nó sẽ đưa cho ngân hàng một cái lượng vốn chủ sở hữu cao hơn và sẽ bớt đi cái áp lực vốn, thì ngân hàng sẽ có thể có cái việc là chủ động giảm lãi suất, thì thị trường bất động sản sẽ ổn lại và có cái xu hướng khuynh hướng là cuối năm 2019 đầu 2020 sẽ bắt đầu gọi là đi ngang, tức là sẽ tích lũy đi ngang theo hướng là không giảm bớt, tức là đóng băng theo, tức là không phải là đóng băng mà tức là cái xu hướng giao dịch nó đang có xu hướng giảm dần, thì đến cái giai đoạn gọi đầu 2020 thì cái xu hướng giao dịch nó sẽ ngừng lại, không giảm nữa và sẽ có bắt đầu có khuynh hướng đi ngang, là tích lũy cái giao dịch nó sẽ chỉ ở cái mức độ đó thôi, không giảm sâu hơn nữa, và cái số lượng giao dịch nó sẽ nằm ở đó trong nhiều tháng tiếp theo của năm 2020. Và thời điểm phù hợp thì chúng ta sẽ thấy là sẽ khoảng tầm quý 3 năm 2020 sẽ là một cái thời điểm mà có thể thị trường sẽ bắt đầu gọi là dịch chuyển dần theo hướng là tăng nhẹ trở lại. Lý do nó khác với lại những cái chu kỳ trước của nền kinh tế là bởi vì chính phủ đã học hỏi những cái kinh nghiệm trước đó và không đẩy mạnh cái tốc độ tăng trưởng tín dụng như trước đây, và chưa có một bất kỳ một cái dấu hiệu nào của câu chuyện là gọi là bơm tiền kích thích lên thị trường chứng khoán cũng như thị trường bất động sản, thì sẽ dẫn đến câu chuyện là kìm hãm bớt cái đà tăng nóng của thị trường bất động sản, và đã làm được điều đó trong cái giai đoạn 6 tháng trở lại đây. Thì vì thế nên là thị trường không tăng quá mức, không tạo cái bong bóng thì đương nhiên là sẽ không có sự sụp đổ. Nó chỉ là gọi là tạm nghỉ trong cái khoảng thời gian từ năm 2019 đến nửa đầu gọi là nửa cuối năm 2020 thì nó có thể sẽ bắt đầu dịch chuyển trở lại. Đó là những cái dự báo của chúng tôi về thị trường bất động sản năm 2019 đầu 2020 sẽ ra sao. Hy vọng là sẽ đem lại những hữu ích nhất định cho quý anh chị em và các bạn trong cái việc ra quyết định đầu tư cũng như là tìm kiếm một cái cơ hội đầu tư phù hợp trong thời gian tới. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong video tiếp theo.